Bài gì mơ hát cái bé gà. Chuẩn, giờ chuẩn rồi đó. Up tie sim hai bet. Em nghe không hiểu ạ. Up tie sim hai bet. Phòng em có một cái giường không? Yeah, my bed. Have I bed? Yeah, my dreamer have I bed. Hát xem Nine, my zimmer hat, dry tit, t-shirt. con trả lời không, bây giờ là Quỳnh. Ở đây á, con trả lời là da chứ con không nói nai. Nghĩa là anh hỏi là ở phòng con có bàn hay không, thì chú hiểu ý con nói là tại vì anh hỏi con một cái bàn mà con có tới hai cái bàn, cho nên là con nói là nai my sim hat svai tisha. Thì con nói là người Đức họ trả lời da my sim hat svai tisha, tức là họ xác nhận là trong phòng họ có bàn nhưng mà có tới hai cái lận ha. Chứ còn nếu mà mình nói nay á thì là nó là người ta sẽ nghĩ rằng trong phòng mình không có cái bàn nào cả, mà mình nói da rồi mình nói là nó có phòng em có hai cái bàn ha, cái kiểu nói của người Đức như vậy ha. Bây giờ con nói lại đi, con lặp lại là da chứ không phải lặp lại chứ không nói nay. Yeah, my simple hat, white t-shirt. Em ăn anh gì đi. Con hỏi anh cái gì đi anh nói kìa. Can do meet my friend again. Can do meet my friend Etwas fragen? anh Duy, nghĩa là anh Duy nói là advice là con học, bạn được học rồi không Đức, em được học rồi đúng không? Advice viết là E T rồi chữ vas dính liền nhau, E T vas được học chưa? Ừ đúng rồi đó, Advice là cái gì đó. đúng rồi, cái gì đó, một chút gì đó. Cái này thì em Quỳnh chưa được học, Quỳnh được học chưa con? Advice. Vậy thì bỏ cái từ advice đi, chỉ nói câu kia thôi. Can to mix Quỳnh hiểu anh nói gì không? Dạ hiểu ạ. Anh hỏi là con có thể đáp một câu hỏi không ạ? Chuẩn, đấy, hiểu vậy tốt rồi. Thì con có thể đặt á. Con được học cái gì con cứ lôi cái đó ra con hỏi, hỏi hết búa xua luôn, hỏi hết cái gì cũng được. Không có is, con chia động từ dai ở ngôi đu á thì nó không phải là is. Như lại cái từ cái tuổi á con nói là vi chứ không phải vi an ha. Ai a l t thì người Đức họ hay đọc là l t, nó nằm trong cái cổ họng của họ, nó là vi ha. Con hỏi lại là dùng ngôi đu ha, để nghe em Quỳnh hỏi lại.
Beyond biết đủ. It's been a fair 6 years Anh nói này nữa đi. at. Hả? Anh nói này Không nữa nghe. đi. Nói lại hả? Nói mất cái ức rồi. It's been a fair 6 years at. Nó 30 tuổi. 40 này, physics. Pressure in dining chamber. Minor simmer hat Ion Không, em hỏi creature. Em hỏi lại. Creature là creature in dining chamber. Anh Xong học rồi. cứ Be Bisa. fair. Be fair đúng không? Be fair. Fair Bisa, Bisa số nhiều của book á. Số ít là book, số nhiều là Bisa. My sim has a Con hỏi là anh có ghế không, ghế màu gì? À, để has du einen du im deinen Zimmer. Hast du einen gì em? Stu Stu á. Hast du einen Stu á. Là cái gì? Thịnh, nói Đức nghe chữ stool. Stu là cái ghế hả? À, đúng rồi. Đúng rồi. Tại tại bạn đọc tu không nè. Mình phải đọc thêm chữ sờ vô. Stool. Stool. Con hỏi luôn màu gì Quỳnh? Con hỏi luôn màu gì? Is a diner too white? Yeah, it Chuẩn rồi đó, bây giờ nói phải nói nhanh như vậy đó, trả lời chuẩn như vậy đó, nghĩa là nói như tiếng Việt luôn chứ không ngập ngừng nữa. It is Was kostet deinen Stuhl? Cứ đưa ra một con số, không cần chính xác, đưa ra một con số.
Nếu mà bạn nói là em nói là phun xịt tháo sen á, thì người không có nói là SX, nó SX phun xịt tháo sen á, người ta hiểu 50.000 cái gì đó, phải nói là nó giá bao nhiêu á, phải nói S costes costes là cái giá của nó đó ha, costes á, em hỏi là vì costes thì mình trả lời là S costes ha, hoặc D costes, D stool. S Là bao nhiêu Quỳnh? năm mươi nghìn ạ. Rồi hỏi tiếp đi. Refill I'm cooling in cheese. Con nói là vi phi ha, đừng nói vi phiêu. Con nói vi phi á, chứ đừng nói vi phiêu nha. Ai nên gì đó ở trên cái Can vi the hole. từ gì à? Cooling. Cu ly á, cu ly biết từ cu ly. Cu ly là Schreiber á, Schreiber. Who can describe Đúng rồi. Đúng rồi ạ. Who can describe Đưa ra một con số. là cái hình như cái mẫu câu này em chưa học, bây giờ em muốn nói là có ba cây bút ở trên bàn thì Thì nói tôi có mình nói là em có X have a dry cook can dry bàn how Quỳnh hỏi luôn màu gì Quỳnh? Harbor ES blue có hết câu để hỏi rồi ạ. Đức hỏi hoặc Thịnh hỏi đi. Giờ Đức hỏi Thịnh đi, Đức hỏi Thịnh coi. Who can thrive when Đây là câu hỏi gia na nha Thịnh. Alo, bên em nghe bị chập chờn quá, nghe không rõ lắm. alo, can you see me video call?
Peter. Video call em. À. Ok. As to who can thrive and how spend tips. Yeah, nice. Each have a kind of previous drive and knowledge. As to kind of those